Đêm hội Trung thu cho em là một trong những sự kiện thường niên được chùa Linh Sơn Vĩnh Nghiêm, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức trong nhiều năm qua và trở thành dịp được trẻ em mong đợi nhất. Tại đây, các em thiếu nhi ngoài được vui chơi, múa hát, phá cỗ Trung thu với những mâm ngũ quả, phần bánh Trung thu. Nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên và có thành tích tốt trong học tập còn nhận được nhiều phần quà ý nghĩa. Đêm hội là sự thể hiện rõ nhất tình cảm, sự quan tâm của nhà chùa cùng các nhà tài trợ, Phật tử trong vùng đến thế hệ mầm non tương lai đất nước. Thầy tổ chức thì các em rất hào hứng về chùa Linh Sơn. Với tinh thần của bà con thì là phấn khởi lắm. Đây cũng thể hiện là quan tâm của nhà chùa đối với các em thiếu niên và cũng như là các Phật tử. Điểm nhấn đặc sắc nhất trong đêm hội đó là hoạt động rước đèn. Với mô hình đèn là linh vật rồng, đoàn Phật tử và đông đảo thiếu nhi đã diễu diễn qua nhiều cung đường của thành phố Thái Nguyên, trở thành điểm nhấn đặc sắc của Tết Đoàn Viên năm nay. Hôm nay chùa Linh Sơn sẽ đi rước đèn ở quanh thành phố Thái Nguyên. Năm nào em cũng thích đi rước đèn ở chùa Linh Sơn ạ. Năm nào chùa cũng tổ chức Trung thu cho các em. Em và các bạn được nhận những phần quà và được xem văn nghệ ở chùa. Chúng em cảm thấy rất vui. Đêm hội rằm Trung thu ở chùa Linh Sơn Vĩnh Nghiêm đã để lại những kỷ niệm đẹp cho thế hệ thiếu niên nhi đồng, tạo được sự gắn bó của các em đối với truyền thống dân tộc và đạo pháp qua những sinh hoạt vui tươi, sinh động nhất, mang đến những niềm vui mới, hạnh phúc mới, nhân lên tình yêu và sự quan tâm tới trẻ thơ trên quê hương xứ Trà đầy trọn vẹn và thương yêu.